Các bạn nhìn lên máy chiếu nha. Ngày hôm trước thì chúng ta đã nâng cấp với lại cái DC của mình rồi. Trong mình đang xài máy ảo thì nếu như mà các bạn nhìn thì nó sẽ ở đây. Ví dụ như là cái máy này lúc mà thầy mới cài lên, thầy để là Zin, tức là máy mới. Thầy để luôn node là password là BAS, rồi software và tool. Như vậy thì hôm trước là chúng ta đã cài được nâng cấp domain ở đây. Nếu trong trường hợp mà các bạn cấu hình cái quản trị hệ thống mạng của mình thì có thể mình cấu hình đi cấu hình lại nhiều lần cho nó quen. Ví dụ chỗ này mình đã nâng cấp domain rồi thì mình có thể là test snapshot lại, mình lưu lại cái vị trí này. Rồi sau đó mình muốn nâng cấp domain một lần nữa cho nó quen thì mình lại quay lại cái chỗ này. Còn nếu mà mình không lưu thì coi như là nó mất cái công đoạn này ha, chứ không phải là mất win nhé. Mình test snapshot là nó chỉ lưu lại cái đoạn mà mình đã cấu hình thôi. Rồi giống như là mình đánh dấu lại, mình lưu lại á. Thì cái bài của hôm trước của mình là mình nâng cấp domain trước. Trong quá trình mình nâng cấp domain thì mình cài DNS. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn là cài DNS trước, sau đó rồi mới nâng cấp domain. DNS để cho nó phân giải tên miền, sau đó mình mới nâng cấp domain. Nhớ ha. Như vậy thì cái bài của hôm trước mình cũng chỉ mới làm cơ bản thôi, cho nên mình cũng không cần lưu làm gì. Rồi mình chọn ở đây và chọn go to. Rồi quay trở lại trạng thái này. Khi mà mình xài máy ảo mà mỗi lần mình test snapshot là cái dung lượng của cái thư mục mà mình chứa cái máy ảo này bắt đầu nó lớn dần lên, bởi vì nó lưu mấy cái cấu hình trước đó mình đã từng làm. Nếu mình test càng nhiều thì nó càng lớn. Trong trường hợp này thì chúng ta quay trở vô là máy của chúng ta chưa có nâng cấp domain. Máy ảo này hồi nãy thầy quên nâng cái RAM lên tí, vì RAM ở trong này để có 1 GB à, cho nên nó hơi hơi chậm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô là BA cộng S. S thường đó, thầy có nhắn trên group Zalo đó. Và bây giờ chúng ta sẽ mở cái dịch vụ lên để cài đặt. Đầu tiên là chúng ta mở cái IP. IP bây giờ chúng ta set lại cái hôm trước mình nói là về mình kiểm tra xem thử cái cạc mạng của mình hiện nay là cạc gì. Nhắc lại tí xíu, mình có 3 trường hợp để set up cho cái cạc mạng của chúng ta. Như vậy ở đây cái phần network mình sẽ có 3 trường hợp. Thứ nhất là mình chọn custom, là mình gắn vô cái sheet nào đó. Ví dụ như cái phòng của mình có một sheet, hai sheet, ba sheet, sheet thứ nhất, sheet thứ hai, sheet thứ ba, thì cái VNet này thì nó giả lập đây là một cái sheet mình cắm vô. Còn nếu mà các bạn muốn cái máy ảo và máy thật ngang hàng với nhau, giống như là cùng cắm vô một cái LAN, thì chúng ta chọn brick. Còn nếu mà các bạn muốn là máy ảo nó vẫn kết nối ra được máy thật nhưng hai cái mạng khác nhau. Máy thật là một mạng, ví dụ như mình ra được internet nhưng mà nó cái mạng của máy ảo này và cái mạng của máy thật của mình đó nó khác nhau, thì mình chọn là NAT, được chưa? Rồi bây giờ mình chọn là custom đi ha, VNet2. Như vậy tí nữa cái máy client nếu mà mình muốn kết nối được với server này, mình phải cũng chọn nó là VNet2 luôn. Tức là cùng cắm vô một switch mới thấy nha. Rồi cái đầu tiên về thiết lập, và mình sẽ vô
ncba.cbl. Và chúng ta sẽ dùng một cái lệnh để mà gõ nhanh để mở cái cửa sổ quản trị cái cấu hình màng của mình lên. Bạn mở từ từ cũng được, nhưng mà mở vậy nó lâu ha. Mình gõ cái lệnh là ncba.cbl thì nó ra đây luôn, và double click lên. Rồi chúng ta chọn property VNX 6 bỏ đi, bỏ cái VNX 6 đi ha. Đó, mình bỏ cái VNX 6 đi, mình không có xài VNX 6, xài VNX 4 trước. Tại vì VNX 6 thì mình cấu hình mình phải học sau, mình phải biết được cái IP V6 là gì thì lúc đó mình mới nói đến với V6, còn mình mới học thì mình V4 trước đã. Rồi ở chỗ này mình sẽ thiết lập IP cho nó, thiết lập IP. Mình sẽ để chỗ này địa chỉ mạng cho cái máy server, mình giả sử là 192.168.1. Hôm trước mình học cái địa chỉ mạng thì thường cái default gateway này nè là mình để .1, thường là như vậy. Tức là cái cổng ra của cái mạng này. Như vậy giả sử như mình để .1 192.168.1.1 là cái cổng để cái hệ thống mạng này nó đi ra ngoài. Còn cái IP mà mình sẽ dùng ở đây thì bắt đầu từ .2 trở đi. Thì mình thống nhất là cái server này của mình là mình dùng là .2. Và trong cái cài đặt này, chúng ta cài đặt cái DNS trên chính cái server này luôn. Trên chính server này. Cho nên chúng ta vẫn đặt là 192.168.1.2. Tức là máy này làm domain controller là địa chỉ .2. Và nó đồng thời cũng cài đặt cái dịch vụ DNS. Cho nên mình đặt là dịch vụ DNS của hệ thống mạng mà chúng ta đang cấu hình .2 luôn. Sau này nếu như mà các bạn đi làm á, mà một cái hệ thống lớn thì cái máy quản lý tên miền, quản trị miền là nó riêng, cái máy chuyên cung cấp dịch vụ DNS nó riêng, bởi vì hệ thống nó rất là lớn mà nó chạy chung thì nó chậm, cho nên người ta tách ra hai máy. Thì cái máy mà DNS ở địa chỉ nào thì mình chỉ cái địa chỉ về đúng cái địa chỉ DNS. Còn hiện nay là mình làm hai cái máy chung một máy, cho nên chung một địa chỉ. Kịp chỗ này ha. Rồi. Và sau khi mà chúng ta cấu hình IP xong thì các bạn chỗ này chúng ta chọn OK. OK. Close. Và chúng ta sẽ có thói quen là kiểm tra lại giúp thầy. CMD. Ha, chúng ta cố gắng hình thành cái thói quen này. Sau khi chúng ta thiết lập IP thì các bạn sẽ chọn IP config. IP config on. Rồi, địa chỉ IP của mình đây. 192.168.1.2. Subnet mask 24 là 3.255 là /24. Địa chỉ default gateway là .1, địa chỉ DNS là .2. Như vậy đúng theo cái ý hồi nãy mình nói đúng không? Và bây giờ mình sẽ thử một cái lệnh này nữa để sau khi mà mình nâng cấp thành domain xong hoặc là mình cài DNS xong thì mình sẽ thấy nó khác. Tức là cái lệnh nslookup enter. Hiện nay thì nó báo rằng là cái nslookup này cho cái địa chỉ 192.168.1.2, tức là địa chỉ của chính máy này, chưa có phân giải thành tên miền nào cả, bởi vì mình chưa cấu hình. OK, bây giờ mình Ctrl C để đóng cái này lại. Bây giờ mình vô mình cấu hình, DNS. Thì cái bài này thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cấu hình DNS. Các bạn sẽ đóng cái mạng này lại đi. Rồi các bạn vô cái phần quản trị của Windows, các bạn vô cái menu Start, các bạn chọn Server Manage. Thấy chỗ này ha, chỗ này rất là rõ. Như vậy trên server này thì chúng ta chọn vô đây hoặc là các bạn chọn Add Role. Server Manage Collection Data. Rồi OK, nó đang chạy, đợi nó một tí. Nhanh quá. Đó, giờ nó mới chạy nè.
Hồi nãy tại nó đang 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 mới vừa mở cửa ra mà mình hối nó làm rồi. À, rồi ok, chỗ này mình có thể là skip cái default này đi. Nó này nó giới thiệu với đồ á. Rồi mình có thể là chọn skip hoặc là mình net. Bây giờ nó hỏi là cái này là mình tạo cái hệ thống row cơ bản nhất hay là làm gì? Mình chọn cơ bản ha. Rồi phía dưới này thì nó sẽ hỏi mình là cái server của mình là được lấy từ đây nè, DC1, địa chỉ 168.1.2, Windows Server Net. Mình có thể là bấm skip hồi nãy là nó bỏ qua mấy cái bước này luôn. Rồi bây giờ mình bắt đầu cài dịch vụ ha. Trong cái dịch vụ bữa hôm trước mà thầy hướng dẫn các bạn là chọn cái này đúng không? Nhưng mà bây giờ mình sẽ cài cái thằng DNS này trước. Đó. Mình sẽ cài cái thằng DNS này trước nè. DNS trước. Được không? DNS. Thì trong này khi mà mình click chuột ở đây, mình chưa có chọn nha, mình click ở bên tên thôi. Thì nó nói là Domain Name System DNS. Đây là hệ thống phân giải tên miền giữa cái IP và cái domain name. Được chưa? Đó. Như vậy mình chọn vô click chuột mới là chọn nha, còn ở đây là mình chỉ xem thử nó là dịch vụ gì thôi chứ mình chưa có chọn, click chuột vô tên là chưa chọn, dù là nó có bôi màu xanh nhưng mà chưa có chọn, mình click vô đây mới là chọn nè. Ok, thấy chưa? Đó. Khi mà click vô đây thì nó bắt đầu nó hỏi là mình bắt đầu mình thêm cái dịch vụ DNS server đúng không? Đúng rồi, thêm vào. Và nó sẽ hỏi là next tiếp tục. Rồi tiếp tục. Cái phần này thì mình cũng chưa cần phải cài gì thêm. Chưa cần cài gì thêm ở đây cả. Mình chỉ chọn ở phía trước đó thôi. DNS server. Rồi bắt đầu nó giới thiệu cho mình và mình chọn install. À, sau khi mình cài đặt xong thì tí nữa mình sẽ cấu hình tí xíu thì nó mới hoàn thiện. Trong quá trình cài đặt thì mình có thể close, nhưng mà thôi mình đang chờ thì mình cứ chờ cho nó cài xong đi, chờ cho nó cài xong đi rồi tí nữa mình cấu hình luôn, chứ nhiều khi mình close xong mình cũng không biết là nó cài xong chưa. Nếu mà các bạn biết, các bạn quen thì các bạn vô các bạn thăm lại, các bạn sẽ thấy là nó báo cài rồi. Còn nếu mà mình không quen thì thôi mình cứ chờ chờ để cho nó cài xong đi thì nó bảo mình kết thúc để mình cấu hình luôn. Rồi cũng gần xong rồi đó. Rồi mình đóng lại nha. Như vậy thì ở chỗ này nó sẽ có thông báo cho mình một số cái nè. Ví dụ ở đây là cái DNS mình cài xong rồi nè. Đó, mở cái DNS ra. Mở DNS ra. Rồi ở phía bên trên cái phần tool, sau khi mà mình cài xong thì mình sẽ chọn DNS ở đây để mình cấu hình. Đây, đây là cái cửa sổ quản trị DNS của mình. À, các bạn đang nhìn thấy cái chữ nó để là DNS nè. DNS. À, máy của mình là DC1. Các bạn có thể là đổi cái tên này lại, là rename cái máy lại. À, mình sẽ có hai cái phần cấu hình là forward, tức là từ 192.168.1.2 sang cái tên miền của mình hôm trước mình thống nhất là gì?
cái tên AMC rồi tên .com đúng không? Đó, tại vì cái AMC là nó giống nhau, cho nên là mình đặt AMC, xong mình đặt cái họ tên của mình, xong rồi mình .com. Thì chỗ này các bạn sẽ new cho thầy new song. Next là mình chọn cái primary, tức là cái đầu tiên ha. Rồi chọn next cái zone của mình, ví dụ như là AMC Bình hoặc là Quang Bình luôn, AMC, tại vì lớp của mình có hai bạn Ngân thì mình để vậy cho nó khỏi trùng được không. Đây là tên miền này, tên miền này nó có nhiệm vụ là quản trị cái vùng này của mình. Ví dụ như là sau này công ty của bạn mà có sử dụng giao tiếp với bên ngoài thông qua mail thì mình cũng là mua một cái tên miền này luôn để cung cấp được cái email quản trị nội bộ thông qua cái user mà mình tạo cho cái công ty á. Ví dụ sau này thầy có công ty, thầy tạo cho user là Nguyễn Văn Nam thì Nguyễn Văn Nam A cộng AMC Quang Bình .com, thì cái này vừa sử dụng cái user trong cái domain của mình để quản trị trong công ty, vừa có thể sử dụng để làm email giao tiếp luôn. Đó, thì gọi là domain, domain name net. Rồi chỗ này nó giới thiệu cho mình là tạo cái file để mà lưu trữ thì mình để im luôn net. Chỗ này nó hỏi là để làm sao để mình dynamic đồng bộ, thì mình chọn cái ở giữa, mình chọn cả nhiều phương thức để cho nó đồng bộ cái DNS của mình. Kết thúc nó sẽ báo lại à, bạn đang cài cái DNS là AMC Quang Bình .com và standard primary, bạn đang cấu hình forward finish. Như vậy chỗ này mình đã cấu hình xong. Hôm trước cái mà mình nâng cấp domain trước thì cái phần mà forward này là nó tự tạo cho mình luôn, còn bây giờ chưa có gì hết thì mình phải tạo từ đầu. Rồi mình sẽ new một cái hop, new một cái hop. Chỗ này mình sẽ đặt cái hop này của mình là server 1 đi ha. Server 1 là mình đặt cái máy chính và mình sẽ có cái địa chỉ IP 192.168.1.2. Như vậy thì ở chỗ này khi mà chúng ta tạo như vậy á thì nó có hỏi là bạn có muốn tạo một cái voice để cho nó ánh xạ ngược lại không? Tạo ánh xạ ngược lại thì nó sẽ tạo xuống cái phần reverse cho mình luôn. Còn hiện nay là reverse cũng chưa có gì nè, là cái ánh xạ ngược lại á cũng chưa có gì. Nếu như mình muốn thì mình chọn ở đây, chọn ở đây, rồi add hot này vào. Lý do là nó không tạo được là do cái bên reverse mình chưa có tạo gì hết, chưa có tạo cái thư mục cho nó không chứa được. Ok rồi xong. Như vậy mình đã có được cái server 1, server 1 rồi. Ok, như vậy thì mình sẽ test cái gì ở đây, mình sẽ kiểm tra cái gì ở đây. CMD bạn sẽ NS lúc cấp. Đây, bây giờ chúng ta sẽ thử nè. NS lookup chúng ta gõ 192.168.1.2. Đây, chưa thấy ha. Mình gõ là AMC Quang Bình.com, AMC Quang Bình.com. Đó, thì chỗ này nó mới phân giải được một chiều à, còn cái chiều ngược lại nó chưa thấy, chưa hiểu, cho nên mình sẽ vô mình cấu hình tiếp tí xíu nữa. Trong cái phần reverse mình sẽ new một cái zone tương tự như hồi nãy ha, mình cũng new zone luôn và nó sẽ hỏi mình là new cái gì, mình cũng chọn cái primary luôn. Tiếp tục IPv mấy, V4. Tiếp tục IP này là bao nhiêu? Hồi nãy mình đặt IP nhiêu? À, 192.168.1.
thì ở chỗ này nó chỉ lấy địa chỉ này là địa chỉ mạng, nguyên cái hệ thống mạng luôn, cái mạng của mình là 192.168.1, còn cái chấm phía sau là chấm 1, chấm 2, chấm 3, chấm 4 là địa chỉ IP của từng máy. Thì cái zone nó sẽ lưu là lưu cả một cái hệ thống mạng của mình, cho nên là nó chỉ lấy đến đây thôi. Rồi chọn next, nó hỏi lưu ở đâu thì để cho nó mặc định luôn. Next tương tự như vậy, mình chọn ở giữa. Next cũng là thông báo. Next như vậy ở chỗ này, đây mình chưa có cái point để mình trả về bên kia, thì mình new new point. Đây bắt đầu nó hỏi nè, bạn muốn trỏ về đâu, trỏ về chấm DNS của mình chấm mấy. Ừ đúng rồi, chấm 2. Và nó hỏi cái hot name là cái hồi nãy mình tạo á, không mình tạo bên phố đó. Như vậy mình chỉ nó chỉ về cái máy hồi nãy, DC forward, đây server 1 mình mới tạo nè. Rồi ok, rồi mình đã làm hai công đoạn, một ở bên forward mình tạo một cái hop là server, ở bên reverse mình tạo một cái point để chỉ ngược lại. Như vậy hai thằng này nó sẽ phân giải với nhau. Ví dụ như là bạn có cái mã sinh viên là SV001 và bạn có cái tên là Quang Bình. Vậy hỏi Quang Bình thì mình có thể nói được mã số sinh viên, hỏi mã số sinh viên thì mình có thể nói được được tên. Nó phân giải qua lại với nhau. Bây giờ mình sẽ test lại cái NS lookup lại. Ctrl C. Mình sẽ kết thúc cái NS lookup này. Ctrl C. Rồi, mình NS lookup lại một cái. Đây, nó báo gì nè? NS lookup. Nó báo rằng default server là server 1 amc.quangbinh.com, địa chỉ là, nếu như chỗ này các bạn sẽ là nslookup 192.168.1.2 thì nó trả ra cái này. Đã. Hoặc là nslookup bạn để là amc.quangbinh.com, quangbinh.com đó, thì nó cũng trả ra cho mình, nó chuyển ngược lại ha, qua lại ngược lại với nhau. Như vậy ở phần này thầy đã hướng dẫn cho các bạn cài đặt cấu hình DNS trước khi nâng cấp thành Domain Controller được không, và thầy kết thúc cái video này ở đây. Sau khi mà các bạn cài đặt vào cấu hình, các bạn sẽ NS lookup giống như thế này để mà nó cho ra được cái tên miền là server 1 amc trung hiếu.com, địa chỉ IP là nhiêu đó, là hoàn thành cái bài tập này. Được chưa? Đây là cái phần mà mình check lại cái server của mình đã cài đặt DNS thành công. Được chưa nào? Thầy kết thúc phần này để các bạn thực hành lại cái phần DNS.